đối thủ đáng gờm của Putin bất ngờ qua đời. Người vợ tố Putin giết người, thề tiếp tục chiến đấu. Nhà đối lập Alexei Navalny, đối thủ lớn nhất của Tổng thống Nga Putin, đã đột ngột qua đời tại nhà tù khắc nghiệt nhất nước Nga vào ngày 16 tháng 2 vừa qua. Alexei nổi tiếng thế giới bởi việc tổ chức các cuộc biểu tình chống tham nhũng và chỉ trích gay gắt Tổng thống Putin. Ông từng bị đầu độc vài lần và đang bị giam vì cái gọi là thành lập tổ chức cực đoan, thực ra là một tổ chức chống tham nhũng. Cái chết đột ngột ở tuổi 47 của Alexei đã gây sốc và làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Nhà tù nói rằng Alexei chết vì đột tử, nhưng nhóm của Alexei và vợ ông thì cáo buộc Tổng thống Putin đã ra lệnh sát hại chồng bà. Привет. Trong video đăng trên mạng X ngày 19 tháng 2, bà Yulia cho biết Putin đã giết cha của các con tôi. Putin đã lấy đi thứ quý giá nhất là người thân thiết nhất và yêu quý nhất của tôi. Putin không chỉ giết Alexei, ông ta muốn giết chết hy vọng của chúng ta, tự do của chúng ta, tương lai của chúng ta. Trước đó vào tháng 8 năm 2020, ông Alexei đã bị hạ độc bằng Novichok, một chất độc thần kinh thời Liên Xô. Một cuộc điều tra của CNN và Bellingcat phát hiện một đội của FSB đã tẩm chất độc vào quần lót của Alexei. Bà Yulia cho biết, chúng tôi biết chính xác lý do Putin giết Alexei 3 ngày trước. Chúng tôi sẽ cho bạn biết sớm. Chúng tôi chắc chắn cũng sẽ tìm ra ai đã phạm tội ác này và như thế nào. Mẹ ông Alexei đã đến tận nhà tù ở Bắc Cực làm giả để tìm thi thể con trai nhưng họ không trả, cũng không cho bà tiếp cận thi thể với lý do cuộc điều tra đang được tiến hành. Bà Yulia cho rằng chính quyền Nga đang giấu thi thể của Alexei nhằm che đậy nguyên nhân cái chết của ông và chờ dấu vết chất độc biến mất. Trong video, bà tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến của chồng mình vì một nước Nga tự do. Điều quan trọng chúng ta có thể làm cho Alexei và cho chúng ta là tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ tiếp tục lý tưởng sống của Alexei. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đất nước chúng ta và tôi kêu gọi các bạn hãy sát cánh cùng tôi. Tôi không sợ và bạn cũng đừng sợ hãi bất kể điều gì. Tất cả những gì cần để cái ác chiến thắng là người tốt không hành động. Vì vậy chúng ta đừng dừng lại. Hôm 19 tháng 2, bà cũng đã gặp các ngoại trưởng EU tại Bỉ và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau chống lại tội ác này, chống lại chế độ khủng khiếp đang hoành hành ở Nga và để chế độ này cùng Vladimir Putin phải bị trừng phạt về tất cả những hành động tàn bạo mà họ đã gây ra ở đất nước chúng tôi trong những năm qua. Điện Kremlin cho biết một cuộc điều tra xung quanh cái chết của ông Alexei đang được tiến hành và hiện chưa rõ kết quả. Ở Nga, nhiều người dân trên toàn quốc đã bất chấp rủi ro tham gia các sự kiện bày tỏ thương tiếc sau cái chết của ông Alexei. Hơn 400 người đã bị bắt giữ. Пресса. Уважаемые граждане,